Rồi đi 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 qua bên đây. Chắc là sáng giờ khởi động rồi đúng không? Về thôi chạy thôi nha. Hả? Xin cái gì qua đã xin phép các bạn phụng chạy với chạy vừa đây cho mấy anh em chạy cùng đi nè. Hello, xin chào buổi sáng mọi người. Hôm nay là chủ nhật, mình và anh Hiếu được anh Thắng rủ rê chạy ở bên Hoàng Sa và Trường Sa. Địa điểm xuất phát là số 100 Trường Sa, quán cà phê Chai Coffee. Hôm nay thời tiết trông khá là đẹp đó, mà chắc là mình rồi, xuất phát hơn rồi. Xuất phát. Rồi. Để xe luôn em ơi, dựng xe đó đi. An dựng xe cho bạn đi An. Rồi. Rồi, vô căn đi hai sau đây rồi. Rồi, chụp nha. 1, 2, 3. Yeah, 2, 3. Sexy, 2, 3. Nói sexy đi. 2, 3. Sexy. Rồi. Yeah. Sexy. Ok, tới đây. Gặp em để kịp. Rồi, đi qua bên đây. Chắc là sáng giờ khởi động rồi đúng không? Về thôi chạy thôi nha. Hả? Xin rồi ok rồi mọi người qua đi rồi chạy vừa đây cho mấy anh em chạy cùng đi nè. Không cần khởi động nữa đâu, nãy giờ anh em đang khởi động rồi. Quay đi về đi một tí nữa Kháng hướng dẫn cho anh chị em. Wow. Ha? Chúng ta khởi động hết rồi đúng không? Em bao sao? Vừa được một đoạn thì anh Thắng đã phát hiện ra ở trên đó. Ghế đầy hoa. Đây là cái cảnh mà mình cũng rất là thích ở bên bờ sông của Trường Sa. Thì bên anh là có nhiều cái cảnh vậy anh Thắng à? Hả? Đây là cái bông hoa lộc vừng đó mọi người. Nhìn nó rơi xuống màu đỏ trắng trắng trông rất là đẹp. Cái hoa lộc vừng đó thì nó có cái bông nó dài xuống. Khi nó rơi cũng rất là nhiều. Ở dọc ở bờ sông của Trường Sa với Hoàng Sa mình thấy mọi người trồng hoa lộc vừng rất là nhiều đó mọi người. Hoa lộc vừng rất là đẹp. Wow, sớm chạy xuống kinh du lộc thật là mát. Con đường hiện nay nằm dọc theo kinh Nhiêu Lộc của Thị Nghè, được đặt tên là Hoàng Sa và Trường Sa. Tên của hai hòn đảo nằm trên Biển Đông, thuộc chủ quyền của Việt Nam. Nó ngủ gì trễ cái em hỏi em mới gì hỏi sao nó
cuối. Ở trong mình đâu. Mà nó lan cái 4 tô. Chạy bên Hoàng Sa Trường Sa là giống như chạy địa hình vậy đó mọi người. Chúng ta sẽ chạy rất là nhiều cung bậc. Hey. Dọc cái sông Hoàng Sa Trường Sa, ngày xưa thì nước rất là đen, giờ này là cực kỳ sạch, trong xanh sạch. Trên đường chạy có rất là nhiều người buổi sáng tập thể dục. Cà phê Anh Thắng. Mọi người thấy dưới đây có mấy chiếc xuồng nhỏ, buổi tối người ta sẽ hát với lại lên đây ngồi ca nhạc các kiểu. Chưa lên. Mặt trời chưa lên tới. Bên CL Runner chỉ có hai người, anh Hiếu với mình là qua. Có hai ba bạn được hẹn như cuối cùng bằng rất nhiều công việc, có lẽ hơi xa. Ồ, có chó dễ thương quá. Một km đầu tiên thật là vất vả mọi người. Hôm nào ngủ bên Anh Thắng chạy qua bên xe chơi bên Sa La mình hả anh Nếu? Bên đó đẹp. Nếu mà xa. Nếu ơi. Chạy đây là như mình chạy địa hình vậy đó. Thank you.
đi thăm cái ông á. Bên này cũng có rất là nhiều cây sa la trồng dọc hai bên của sông. Wow, wow, 9 km rồi. Thật là lợi hại. Wow, 9 km. Một con người nhỏ bé thật là lợi hại. Em gà đánh nhau anh. Nó đang chạy thì vô tình có ham gà đánh nhau. Mình đi thẳng á. Mọi thứ đều có thể giải quyết thông qua đàm phán. Khi bạo lực xảy ra, đó là vấn đề mà bế tắc. Bế tắc trong tất cả các lời nói thì hành động lên ngôi. Ê, bà học thôi. Cũng là bà học thôi.
tranh là rất khó hàng gánh, dù là lớn hay nhỏ. Được nữa, nữa được. Dạ. Hồi đó mình chạy tới cầu nào anh? Tới cầu Nguyễn Trỗi. À Nguyễn Trỗi à? À. Chắc giờ em nghĩ cũng vậy. À cũng được. Sẽ tới Nguyễn Trỗi. Không sợ nắng thì mình cứ chạy. Dạ. Ha. Dạ. Chạy đó về là mới có 8 cây số thôi. Dòng vậy anh? Bên đó là còn về là mới có 8 cây số. Mình chịu đi 4, chịu về 4. Dạ. Kiểu. À, thấy không? Dạ, mình lên tới cầu kiểu ơi. Đi qua cầu bông mấy giờ thôi. Đi ai đó? Dạ. Đi tới nha. Lần trước anh đi là tới cầu cầu Nguyễn Trỗi là về cùng với chung. Lên tới cầu trên á? Chắc lên tới cầu trên là tới. Mình chạy sao mà trên về này, hả? Chắc vậy mình chạy sao mà thôi. Ê vui vậy. Giờ này mới tới. Buổi sáng cũng có rất nhiều mấy anh câu cá.
hai anh em trong nhóm CEO là người chạy bao sau cùng cho cả đội. Nửa đường trước mắt rồi anh. À, ra tới rồi hả? Dạ. Vậy là chuẩn bị chuẩn bị hoàn thành nửa chặng đường. Không, tính ra là xa hơn, tại vì mình chạy một từ ở bên nào kia mình đã chạy qua, có nghĩa là đây là 5 cây. Tí nữa mình về là chỉ có 3 cây thôi. Thế là tại mình chạy con qua tàu bóng. Nói câu chuyện nghe, cho nên là mình đã mất đi một cái số rồi. Đường bên đây thì có bờ sông đẹp, nhưng mà thực tế là không có sạch bằng xa la mọi người. Để rất giờ bây giờ như vậy là cũng là tốt rồi. Đẹp quá. Mình đi đường nào qua đó anh? Có đường thang bộ. Có được kìa. Hình như còn không có thang đâu. Không. Còn này em nhớ không có thang á. Còn này không có thang. Không, còn này không có thang đâu, đi này đi. Dạ. Tới cầu Công Lý nha mọi người. Cầu Công Lý là được nửa đoạn đường. Bây giờ nếu mình sẽ hoành lại, mình đã hoàn thành nửa đoạn đường. Bây giờ phải hoàn thành nửa đoạn đường còn lại, chuẩn bị lên cầu Công Lý. Hoành lại, hoành lại, hoành lại, hoành lại, hoành lại. Lên đây đi anh, lên đây đi anh. Lên đây đi anh Hiếu.